Rồi, chào các bạn, mình là Nguyễn Hồng Phúc từ hpfrosso.com. Câu hỏi đặt ra rất là nhiều của các bạn hỏi mình ở trên fanpage, của mình hpfrosso á, nếu các bạn chưa biết. Thì câu hỏi thường xuyên mình gặp đó là bạn muốn thiết kế một cái gì đó. Ví dụ một cái name card, một cái tờ rơi, một cái tờ lịch chẳng hạn thế. Hoặc là sắp trung thu nè, làm cái banner trung thu. Thì phải tìm ở đâu có những cái mẫu làm sẵn. Ok, hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một số nơi để có những cái đó. Rồi, đầu tiên cái nơi mà chắc là không ai không biết, Google Image. Đại khái là bác Google, Google. Thì ở đây ví dụ như là cái cách mà các bạn đi tìm tìm search á, cái cách như sau. Đầu tiên ví dụ như là các bạn cần tìm name card đúng không? Các bạn sẽ search name card, sau đó cái đuôi phía sau này các bạn nhớ để PSD. Tại vì sao mình nhớ các bạn để PSD? Tại vì cái đa số những người hỏi mình hoặc là những người coi video của mình, dĩ nhiên là các bạn đang muốn làm bằng Photoshop đúng không? Cho nên nếu các bạn nào không 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 để chữ PSD á, đa số nó sẽ ra file AI. Tất nhiên là chúng ta thừa biết cái vấn đề là file AI đi in nó mới đẹp, nó mới sắc nét. Tuy nhiên là tự mình làm mà thì ở cái nào mình dùng được thì mình dùng. Cho nên các bạn có thể để chữ PSD, sau đó các bạn search. Thì ở đây nó sẽ có rất là nhiều, có cả miễn phí, có cả có phí. Đó thì template.net rồi các thứ ở đây nó sẽ ra rất là nhiều. Và các bạn có thể tải trên này về. Đó, và những cái nút download thì nó đẩy mình qua những cái trang khác các bạn đẩy về. Thì đó, thì đây có Photoshop này, khá là ok. Một số trang khác nữa, ví dụ như là Freepik nè, ví dụ như là DeviantArt chẳng hạn thế. Thì các bạn có thể search trên đó. Tuy nhiên đây mình được có bên Heypik, người ta đề nghị với mình là giới thiệu cho các bạn cái trang của họ. Tại vì nó một trang mới, một cái trang của nước láng giềng của chúng ta, đại khái là ở Trung Quốc. Nói Trung Quốc các bạn nào cảm thấy hơi 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 khó chịu thì không có trách hay là gì cả. Đại khái là về công nghệ thì họ chẳng thua kém gì bên kia, nhưng mà được một cái lợi, cái quan trọng cái lợi của chúng ta là đây các bạn, họ tài trợ cho mình cái vấn đề là khi mà mình làm lúc này các bạn sẽ có những cái phần quà là coupon giảm giá để các bạn có thể trải nghiệm. Cái vấn đề là ở tải sẵn những cái mẫu thiết kế bằng file PSD ở trên này luôn. Tất nhiên là file AI vẫn có nhưng mà file PSD rất nhiều. Và được một cái nữa là nó hỗ trợ tiếng Việt. Các bạn click vào phần phía trên này các bạn sẽ thấy có chữ tiếng Việt. Đã, chuyển có tiếng Việt. Nhưng là cái này chắc họ dịch kiểu Google Translate, cái là dịch tiếng Việt ra nhưng mà vẫn được thôi. Để khiến ta dễ hiểu, chứ còn search ở ngoài, ví dụ Freepik hay là DeviantArt này nọ toàn tiếng Anh thôi. Những bạn newbie thì thường không có nắm rõ lắm cho nên rất là khó. Thì đây, ở đây tiếng Việt luôn. Ngon lành như thế. Rồi ok, mình sẽ tạm tắt cái này đi. Thì đây các bạn search, ví dụ như là name card chẳng hạn vậy. Name card, danh thiếp chứ đúng không? Danh thiếp. Tiếng Việt ơi, các bạn search tiếng Việt đây cũng được nè, rất là tiện luôn. Các bạn nhớ click sang cái PSD. Đó, thì đây chúng ta sẽ có những cái phiên bản bản thiết kế có sẵn rồi, chỉ có đem về rồi tải xuống thôi, rất là dễ đúng không? Nếu các bạn muốn tải, nếu các bạn chưa có, đó, tự động nó tải này. Các bạn có thể đăng ký cái tài khoản trên này. Đây, mình sẽ log out cái này ra. Log out. Ở đây nút log out, đúng rồi, đây, nút đăng ký. Có thể đăng ký bất kỳ ha. Ví dụ như là về Facebook này. Gì Facebook nó search, nó dịch thành cái gì đây? Nó dịch thành cái gì vậy? Tôi đăng ký cơ bản đấy. Thì ở đây mình có một số cái code để chúng ta nhập vô và chúng ta trở từ cái free account trở thành một cái gọi là hình như premium hay là gói basic gì đó. Thì bạn sẽ có 20 lượt tải về một ngày ở trên này. Đây, ví dụ cái file tải về này, mình sẽ mở file này chẳng hạn thế. Đây mình sẽ có ở blue black blue front, front là mặt trước, black là mặt sau. Ví dụ như là mình mở cái blue front này lên thì đó, thì mình sẽ có cái mặt này, khá là đơn giản đúng không? Giờ mình chỉ có click vô mình thay nội dung thôi, tên rồi số điện thoại của các bạn, thay thay tên thay nội dung đó thôi. Đó, rất là dễ. Ví dụ như là các bạn muốn search lịch chẳng hạn vậy, lịch lịch 2019 á, ta sẽ có file PSD. Thì đây một đống file PSD các bạn thể tải về thoải mái, chỉ có đổi cái
cho phép sử dụng gì là sử dụng thương mại luôn ha. Click tải về thì ở đây nó sẽ có cái tự động tải về. Và chúng ta, ôi, cái này nặng quá, bỏ đi. Cái này nặng quá, chắc là nguyên một đống bộ số này đó. Đại khái là mở lên, thay đổi số, thay đổi chữ hay là đổi hình ảnh này nọ của các bạn, chèn vô cho nó xịn thôi, rất là tiện. Đó, đại khái là mình sẽ rất là dễ tìm cái kiểu như thế trên này. Đó, thì đây nếu như nào các bạn mà tờ rơi chẳng hạn vậy. Đó, tờ rơi này, hay PSD đó, menu hay là cái gì kiểu này nữa, cái gì nó thiết kế rất là sẵn rồi, và đa số tất nhiên nó phong Trung Quốc nên là ta đổi phong đi, đổi nội dung đi thì nó sẽ thành của mình, nó rất là đơn giản. Và đây tất nhiên là ở trong cái quá trình chúng ta sử dụng cho cá nhân thì nó chẳng vấn đề gì đâu, cho nên các bạn đừng có sợ vấn đề là bản quyền hay là như nào cả, đây xài free mà. Ok, thì để các bạn nhận được cái code đổi đó, các bạn có thể click vô ngay cái link ở dưới phần comment hoặc là dưới phần description, phần mô tả của video này. Sau khi bạn có cái code đó rồi á, các bạn có thể tạo vô cái link Heypick, tạo một tài khoản bằng Google cũng được, bằng Facebook cũng được, hoặc là đại khái là thế, tạo một tài khoản. Sau đó các bạn nhấn vô ở ví dụ như là tiếng Anh thì nó sẽ có cái đây, Enter Coupon, các bạn click vô và các bạn nhập cái mã của mình tặng các bạn ở trong này. Nhập vào đây xong cái tự động các bạn sẽ được update lên cái gói basic ha. Giới hạn của cái code này là 500 tài khoản, cho nên là các bạn nào nhanh tay thì các bạn được thôi. Rồi, đó thì đó là cái tải được rồi nè. Đây mình sẽ giải nét. Mình sẽ mở cái file PSD này luôn. Đây là cái file lịch 2019. Khá là ok. Nó sẽ hơi nặng chút xíu, tới 400 mấy MB lận, tại vì nó là 12 trang đúng không? Và thêm hai cái trang bìa nữa thì nó nặng là chuyện tất nhiên rồi. Đó, thì đó là về cái file thiết kế lịch đang chạy này. Đó, thì mình sẽ có tháng, đây là tháng 1 nè, tháng 2 nè, đây các bạn thay hình ở đây thôi. Đó, thay hình nè, thay cái hình nền của các bạn vô, lưu lại. À, và ta cứ đi in thoải mái cho. Còn gì dễ hơn nữa đúng không? Nếu các bạn nào đang cần tìm cái sổ kiểu như thế, có thể lên đây tìm. Tất nhiên là ngoài cái PSD ra thì nó còn rất là nhiều cái khác nữa, có nhiều PowerPoint này, rất là tiện cho bạn nào mà ở doanh nghiệp, các bạn cần teaching, các bạn cần cần thuyết trình, hoặc là bạn là sinh viên chẳng hạn thế, các bạn cần những cái này có thể tải lên đây tải về cũng được. Full text như là của video product design này nọ được nhiều lắm. À, thì đó là về tất cả cái về hôm nay, là một trong những cái kênh khá là ok để các bạn tìm được cái chuộc thiết kế sẵn bằng Photoshop để các bạn về các bạn chỉnh sửa lại nội dung thôi, rất là nhanh gọn, đơn giản, nhẹ nhàng. Và đừng quên click vô cái link ở phía dưới phần description, phần mô tả để các bạn vô trong cái chatbot của mình nhận cái code miễn phí đó, rất là tuyệt vời luôn. Và đừng quên like, share, subscribe cho mình biết là ở tutorial sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nha. Bye bye.